Chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android tại trung tâm đào tạo tin học Khoa Phạm. Và trong video clip này chúng ta sẽ đề cập đến cho nó là cái phần Robot Resource của Inset có trong Android. Thì bây giờ các bạn cũng tạo mới cho mình một project trước. Ở đây các bạn sẽ đặt tên cho mình là Robot Inset. Rồi các bạn click Next. Thì ở đây chúng ta sử dụng cho nó là minimum SDK là 15 trở lên là ok rồi. Các bạn chọn Next cho mình. Chúng ta cũng sử dụng cho nó màn hình trắng là Empty Activity và chúng ta sẽ tự vẽ giao diện cho cái phần màn hình này. Các bạn nhấn Next. Rồi cuối cùng thì Finish cho nó build project lên cho chúng ta. Rồi sau khi các bạn build project lên thì các bạn cũng chuyển qua bên cho mình cái phần tab của XML. Thì chúng ta sẽ đi qua phần giao diện thiết kế cho nó trước. Rồi đóng mất tab đi, các bạn cũng click vào cho mình cái bên phần tab, click vào review ở bên phải này. Nếu như nó báo cho chúng ta cái lỗi là rendering program thì các bạn sẽ chọn lại cho mình cái phần app theme này. Rồi click vào. Các bạn chọn một cái theme khác để cho nó chỉnh sửa lại thì nó sẽ hết có lỗi về cái phần màn hình. Rồi trong đây thì chúng ta sẽ thực hiện cho nó một cái đơn giản thôi. Ở đây mình cũng sửa lại cho nó. Thì dạng view group chúng ta sử dụng cho nó đơn giản là relative là được rồi. Các bạn cũng có thể sử dụng các màn hình khác. Ở đây thì mình sẽ gọi cho nó một cái image view. Chiều ngang thì mình cho nó là 200 đi. Chiều cao thì mình cũng cho nó là 200 dB. Cho thằng này nó nằm giữa cái phần màn hình của chúng ta, gọi đến thuộc tính của view group đó chính là center. Cái parent nằm giữa chiều ngang và chiều dọc cho nó là true. Ở đây mình cho nó một cái tấm hình trước. Bây giờ mình sẽ đi chép một tấm hình bên ngoài vào. Ví dụ như mình có cái icon đi. Rồi đưa cái icon này vào. Các bạn cũng mở bên tab project lên. Chúng ta sẽ đưa cái phần hình ảnh vào trong thư mục của robot. Rồi chọn vào, các bạn click. Rồi pass vào. Bây giờ mình sẽ gắn cái phần hình ảnh vào, gọi đến cho nó là thư mục chúng ta chứa hình là robot Android. Chúng ta có một tấm hình như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần thực hiện cho nó là robot và inset để coi nó hỗ trợ như thế nào cho cái phần này. Bây giờ thì các bạn cũng tạo cho mình trong cái thư mục của robot. Vì ở đây mình đang custom về phần hình ảnh nên chúng ta sẽ để riêng trong một cái thư mục về hình ảnh, đó chính là thư mục của robot. Các bạn cũng click cho mình chuột phải, chọn cho mình là new robot resource file. Rồi tạo mới cho nó cái file resource. Ở đây mình sẽ đặt tên cho nó là custom image view đi. Ở đây mình đang để cho nó là image view mà. Các bạn click ok. Thì trong đây nó sẽ tạo nên cho chúng ta một cái file. Thì file này nó sẽ khác đối với những cái file của giao diện. Như các bạn thấy file của giao diện cũng có dạng XML, nhưng mà thằng này khác ở chỗ là nó file của hình ảnh nên nó chỉ có cặp thẻ như thế này. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cho nó cặp thẻ là inset. Rồi gọi đến cho nó là inset. Ok. Các bạn sẽ đi vào bên trong cái cặp thẻ này. Các bạn sẽ gọi cho mình đến cái thằng là robot. Thì thằng này nó sẽ cho các bạn là truyền vào cho nó một tấm hình. Thì truyền vào mình chưa biết nó làm cái gì, thì mình cứ truyền trước cho nó một tấm hình là icon hồi nãy mình đưa vào trước đi. Rồi trong đây bây giờ mình gợi ý cho nó. Trong đây nó cho chúng ta là inset bottom, inset left, right, top. Mình chưa biết nó là cái gì hết. Thì mình thử cho nó thằng đầu tiên là bottom đi. Mình cho nó là 10 dB. Ok. Rồi inset left 10 dB luôn. Rồi right thì cũng cho nó là 10 dB cho nó cân đối. Và cuối cùng là trên top cũng cho là 10 dB. Bây giờ các bạn sẽ qua bên lại bên main nè. Rồi thì hồi nãy mình đang gắn cứng cho nó là một tấm hình như thế này, nhưng mà mình nói mình đã có một cái file custom là cái phần hình ảnh rồi, mình không gắn cứng nữa, mình sẽ đi qua cái file này. Bây giờ mình sẽ gọi đến thư mục robot. Mình gọi đến cái file của mình là custom image. Rồi
Bây giờ mình pack về, mình thử coi hai hàng khác nhau cái gì. Rồi, các bạn cảm thấy nó như thế nào? Ở đây mình cho nó thêm một chút xíu đi, cho các bạn dễ nhìn. Ok, sửa lại cho mình là 30 đi, để cho các bạn dễ xem. Rồi, đầu tiên là hình icon nè. Rồi, để nha. Bây giờ sửa lại cái file là custom image. Rồi, thì thằng này tính chất của nó giống như là cái phần padding trên cái phần view của chúng ta. Giống như các bạn gọi padding thì nó sẽ tự canh vô phía bên trong cho nó. Thì thằng này nó có hỗ trợ riêng cho việc là canh của hình ảnh luôn. Thì các bạn có thể sử dụng qua cặp thẻ của Insert này để cho các bạn thực hiện việc canh cho cái tấm hình nó thụt vào trong bao nhiêu. Ví dụ như các bạn muốn canh cho nó thụt ra ngoài thì các bạn cho nó là trừ, giá trị trừ thì nó sẽ canh ra bên ngoài. Rồi, thì bây giờ mình cũng run lên cho các bạn xem thử hai tấm hình. Ở đây mình tạo thêm cho nó một cái image view. Rồi, ở đây mình cũng cho nó 200 để cho các bạn so sánh giữa tấm hình gốc và tấm hình mà chúng ta đã custom lại. Rồi, gọi cho nó src. Ở đây mình gọi đến icon. Ở đây mình cũng gọi cho nó là nằm giữa được rồi. Center của horizontal thì nằm giữa về bề ngang thôi. Ok, và cho thằng này một cái ID đi, đặt cho nó là image view, và cho thằng này nằm xích xuống một chút. Mình gọi cho nó là below. Ở đây mình cho nó cách thằng ở nằm ở bên dưới của cái thằng image view ở bên kênh, gọi đến thuộc tính của image view. Rồi, giãn ra. Bây giờ mình sẽ run project lên và kiểm tra cho các bạn xem. Rồi, ở đây mình đang sử dụng cho nó thiết bị là điện thoại Acer của mình. Bây giờ mình click vào để cho nó run cái project này lên. Rồi, như vậy là project của mình được run lên. Bây giờ mình sẽ qua giao diện của thiết bị và xem thử. Thì như các bạn thấy, ở đây chúng ta có hai tấm hình. Tấm hình đầu tiên là hình ảnh gốc của nó, và tấm hình thứ hai là sau khi chúng ta sử dụng đến robot của Insert, chúng ta custom lại hình ảnh thì nó đã thụt vào. Rồi, nó padding, nó nghĩa là nó cách xung quanh ở phía cái khung của hàng image view này ra cỡ 30 dB, thì nó sẽ thụt cho chúng ta như thế này. Thì thằng này nó sẽ giúp cho các bạn là khi các bạn muốn custom một cái hình ảnh nào đó, các bạn có thể tạo riêng cho nó ra một cái file như thế này, và khi các bạn cần nó thì các bạn chỉ cần gọi lại cái file này thôi, không cần các bạn mất công là các bạn phải set cho padding cho các thuộc tính khi các bạn set image view cho các màn hình, hoặc là các bạn set cho các hình ảnh nhiều khác nhau, thì thằng này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn nhanh hơn. Trong video clip này mình đã hướng dẫn cho các bạn là sử dụng cho nó thuộc tính trong robot Insert cho việc là custom lại image view. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.